mà học lâu rồi á, học lâu rồi á, mọi người sẽ biết là con mình là bị bệnh gì, là mình phải dùng cái gì trị cho nó, không có thật cần phải uống một viên thuốc tây nào hết trơn đó. Đó là mình có thể làm bác sĩ cho con mình đó. Cái thứ nhất là thu nhập ha, cái thứ hai là mình sẽ khỏe hơn, đẹp hơn là cái chắc ha, đảm bảo cả nhà mình luôn. Ai mà tham gia công việc này tầm 2 tháng trở lên thôi là mọi người sẽ đẹp hơn đó. Rồi mình hiểu biết hơn nè, rồi mình sống tốt hơn, là công việc này mình có thể giúp đỡ được nhiều người. Tốt quá, đẹp hơn. Đẹp hơn là cái chắc, đảm bảo luôn. Rất là nhiều người tham gia công việc này đẹp hơn đó. Như là bản thân ở đây chị lớn hơn hết rồi, bản thân chị cũng vậy, hồi xưa không có được gì đâu đó, hồi xưa tệ lắm. Nhưng mà mình tham gia công việc này rồi, cái thứ nhất là mình được dùng sản phẩm giá gốc nè, rồi mình xài hàng xịn không hà đó, rồi mình có thu nhập tốt, mình cuộc sống mình nó thoải mái hơn, rồi mình khỏe, mình đẹp hơn. Rồi giờ chị nhắc lại công việc mình ha, thì công việc của mình không phải là bán hàng online đó, không phải bán hàng online ha, mà chúng ta làm kinh doanh online. Thì kinh doanh ở bên ngoài nó có hình thức là bán lẻ với bán sỉ, nó là gì đó. Nhưng mà bên công việc chúng ta đó, thì cả nhà mình muốn bán lẻ hay bán sỉ gì cũng được hết trơn á, nhưng mà chúng ta bán sỉ á, thì chúng ta sẽ có nhiều quyền lợi hơn đó. Tức là mình bán hàng online thì mình là bán quanh năm suốt tháng, mình kiếm 5-10 triệu thì mình phải bán mấy chục triệu tiền hàng mới có được, đúng không? Những cái hàng online khác á đó. Đó, nhưng mà nó sẽ có nguy cơ tồn hàng, rồi bơm hàng bom nè đó, rồi ship hàng. Ví dụ mình bán hàng online mỗi thứ một chút 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 mấy chục ngàn bạc, mình cũng đi ship cho người ta lời 5-10 ngàn, rất là cực đó. Còn công việc của chúng ta thì nó nhàn hơn, chủ yếu là mình làm trên điện thoại thôi đó. Thì mỗi tháng mình bán tầm cái đơn hàng 3 triệu thôi, mình vẫn có thu nhập 5-10 triệu, thậm chí là vài chục triệu, là nhờ mình phân phối sản phẩm ra thị trường giúp cho công ty đó. Tức là mình thích bán nhiều hơn cũng được, mình bán nhiều thì mình lời nhiều thôi, nhưng mà mình ví dụ mình không bán được nhiều, mình bán 3 triệu thôi, nhưng mình vẫn có thu nhập 5-10 triệu. Tại vì là mình làm thêm cái việc hai, đó là phân phối hàng đó. Tức là cái thu nhập bán lẻ của mình thì là mình có hoa hồng 23%, còn còn mình làm việc hai thì mình sẽ có thêm lương thưởng đó. Thì mỗi một ngày chúng ta chỉ cần bỏ ra 2 giờ lúc rảnh để làm thôi đó, thì mình sẽ kiếm thêm 3 đến 5 triệu một tháng. Hoặc là nếu mình cái thời gian mình tập trung nhiều hơn, mình thạo việc rồi đó, hoặc là cái thời gian mình tập trung nhiều hơn 3 4 tiếng, 5 6 tiếng gì đó, thì mình sẽ có thu nhập cao hơn 10 đến 50 triệu một tháng, tùy theo cái thời gian tập trung của mình, cái sự chăm chỉ của mình ha. Còn mình làm mà mình làm 2 tiếng một ngày thôi, mình thạo việc là mình cũng có thể có 3 5 triệu bình thường rồi ha. Rồi, đặc biệt là công việc của chúng ta là không cần bỏ vốn ra lấy hàng về trước ha. Thì chúng ta bán được hàng mới lấy hàng về, trừ khi là chúng ta muốn dùng sản phẩm trải nghiệm để mà chúng ta có cái lòng tin với sản phẩm, để chúng ta dễ tư vấn khách á, thì chúng ta mới đặt hàng về chúng ta dùng thôi đó. Và chúng ta được đặt với giá gốc rất là rẻ rồi, còn mình mua ở bên ngoài là đâu có ai bán giá gốc cho mình đâu, mình mua là phải mua với giá bán rồi đó. Còn ở đây chúng ta khi mà đăng ký mã số là công ty sẽ cho mình mua giá gốc, mình dùng để mình trải nghiệm sản phẩm, mình điều trị bệnh của mình, hay là mình muốn khỏe đẹp gì đó là tùy mình đó. Còn hoặc là nếu mà chúng ta không có đặt trải nghiệm thì chúng ta bán hàng, thì chúng ta sẽ bán hàng một lát sẽ Lan hướng dẫn mọi người luôn đó. Thì chúng ta bán được hàng, chúng ta mới lấy hàng về và giao cho khách, là mình sẽ có tiền lời ngay luôn. Cho nên á, là chúng ta không có cái rủi ro thất bại nào hết trơn á, làm là có tiền, không làm được thì thôi, không có gì hết trơn ha. Và chúng ta không có phải là mình tự mình mày mò làm, mà chúng ta sẽ được đào tạo trực tiếp qua các buổi Zoom đó, và Lan sẽ hướng dẫn mọi người trực tiếp đó, và các bạn, một số bạn trưởng nhóm sẽ đồng hành hướng dẫn với mọi người. Ví dụ chúng ta đi làm công ty hay làm bất cứ việc gì, chúng ta làm có mình chúng ta, đâu có ai làm giúp làm phụ chúng ta, không ai hướng dẫn mình tận tình đâu. Nhưng mà tham gia công việc này thì mọi người sẽ được hướng dẫn tận tình, nên là mình yên tâm ha. Thì quyền lợi thì chúng ta rất là nhiều quyền lợi, nhưng mà có hai cái quyền lợi chính là, thứ nhất là ví dụ như mình sẽ bán lẻ thì mình sẽ nhận 23% hoa hồng kèm với là quà. Thì tháng đầu tiên thì mình chưa có quà, tháng đầu tiên mình cứ làm tốt đi là 3 tháng tiếp theo mình sẽ có quà. Tổng quà của mình là trị giá trong 3 tháng là 3 triệu. Ví dụ tháng đầu, bây giờ mọi người tham gia vào tháng 3, thì tháng 4 mọi người sẽ nhận được cái quà 600 ngàn, cả công ty có 99 ngàn thôi. Những cái quà hàng xịn của nước ngoài mà chúng ta trả với rất là rẻ. Rồi tháng tiếp theo là chúng ta nhận được cái quà 1 triệu, chúng ta trả công ty có 99 ngàn thôi. Và tháng tiếp theo nữa chúng ta nhận được cái quà 1 triệu tư, chúng ta cũng trả có 99 ngàn thôi. Đó là những cái ưu đãi rất là lớn của công ty về 3 tháng đầu chúng ta tham gia. Đó, là khi mà chúng ta bán được cái đơn hàng 3 triệu trở lên á, thì chúng ta sẽ trở thành nhà phân phối sỉ sản phẩm cho công ty, mình sẽ hưởng lương, mình sẽ là học cách phân phối sỉ rồi mình hưởng lương, nhận thưởng đó.
Thì vì sao mà cái đơn hàng 3 triệu trở lên thì mình bán cái đơn hàng dưới 3 triệu cũng được nha, cả nhà mình bán dưới 3 triệu cũng được, nhưng mà mình bán dưới 3 triệu thì mình chỉ có cái hoa hồng bán lẻ 23% thôi. Nhưng mà nếu chúng ta bán được cái đơn hàng 3 triệu trở lên á thì chúng ta sẽ trở thành nhà phân phối sĩ, tức là nhà phân phối sĩ ở đây là cái quyền lợi lớn của công việc. Tại vì những cái công việc buôn bán khác á, thì chúng ta phải bỏ rất là nhiều vốn ra nhập hàng về rồi phân phối sĩ lại cho các đại lý chi nhánh hoặc là người mua hàng đó, thì chúng ta hưởng cái lợi nhuận đó. Còn ở đây thì chúng ta được, khi mà chúng ta bán đơn hàng 3 triệu trở lên thì chúng ta sẽ được quyền phân phối sĩ, công ty sẽ bỏ vốn cho mình. Mình chỉ cần tuyển sĩ thôi đó, công ty bỏ vốn cho mình, công ty ship hàng cho khách sĩ luôn, và công ty sẽ tính chênh lệch giá cho mình, gọi là chênh lệch chiết khấu lương đó. Cách phân phối sĩ như thế nào thì chúng ta khi nào chúng ta hoàn thành được cái đơn hàng 3 triệu trở lên chúng ta sẽ được học ha. Còn đây là một số lương của chị em trong 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 đội nhóm của mình ha. Dù đây là bạn bạn bán thuốc tây, bạn bán thuốc tây đó, bạn cũng có cái lương tháng thứ hai là 3,8 triệu nè đó. Bạn này là cái lương tháng đầu tiên, bạn này làm tốt tháng đầu tiên thôi là cũng 3,5 triệu rồi. Nó cũng sẽ tùy người, có người vô tháng đầu tiên có 100 mấy 200 ngàn thôi, có người 300 400, cũng có người là vài triệu, tùy theo mình học việc, mình thạo việc nhanh á thì mình sẽ có lương cao đó, còn mình học việc chậm thì mình sẽ có lương thấp. Rồi đó, ví dụ chị này cũng làm công nhân nè, chị Hà làm công nhân nè, tháng cô chị cũng có khi là được 6,5 triệu luôn nè, 6,499 triệu là coi như gần 6,5 triệu đó. Đó, này là em giáo viên mầm non thì này cả lương cả thưởng của em là 27 triệu nè. Đó, này là em công nhân, em Tâm làm công nhân đó, lương tháng của em là 20 triệu, em làm cũng hơn năm rồi, cả nhà mình mới vô thì lương thấp à. Đây là chị Trà làm hiệu trưởng đó, cái này là tháng này vừa lương vừa thưởng của chị á, bình thường lương của chị thì thấp hơn, còn này cả lương cả thưởng là 41,7 triệu nè đó. Bạn này là giáo viên cấp 1, cấp 2 gì á, phòng viên ở nhóm Mộng Thu nè, giáo viên cấp 1, cấp 2, là không nhớ cấp 1 hay cấp 2 quên nè. Đó, này là em Xuân Nở, cả lương cả thưởng cũng được 21 triệu nè, giáo viên mầm non đó cả nhà. Đó, rất là nhiều ha. Nói chung là ở trong đội nhóm này là những cái lương ở trong đội nhóm của mình chứ không phải là đội nhóm của khác. Ở trong đội nhóm Lan mà xưa giờ, đó, ví dụ như đây là em Thấm nè, đó, lương tháng 12 là được 19 triệu nè. Rồi dưới đây nè, em còn được nhận xe tay ga miễn phí từ công ty nè. Đây, Lan cho cả nhà mình xem. Em Thấm nè. Đã mất rồi. Đây là em Thắm nè. Đó, làm công nhân và tận dụng cái thời gian rảnh á, làm thêm thì Thắm cũng có thu nhập là 15 20 triệu một tháng, có tháng cả thưởng là 35 triệu nè, 35 triệu 800 ngàn nè. Đó, rồi Thắm nhận được cái xe tay ga miễn phí từ công ty nè. Đó. Mà Thắm á, thì cả nhà mình chị em vô trước á, thì có nghe Thắm kể rồi đó, là Thắm đã dành tiền á, Thắm sửa nhà lại, Thắm mới sửa nhà lại đó cả nhà mình. Chồng Thắm thì làm bốc xếp thôi, không có tiền đó. Thắm là làm công nhân rồi Thắm làm ori này á, để dành dụm tiền á, để mà sửa nhà đó đó. Còn đây là Lan, Lan cũng nhận được xe tay ga miễn phí từ công ty đó. Thì với lại là cái lương á thì Lan làm đây 3 năm mấy rồi cả nhà đó, thì có những tháng cả lương cả thưởng là 51 triệu mấy trăm nè đó, rồi có tháng thì 61 triệu mấy trăm nè, có tháng 70 triệu nè, có tháng là 8 mấy triệu này, này cả lương cả thưởng. Còn bình thường lương khoảng tầm 40 42 triệu nha cả nhà mình, đây là cả lương cả thưởng đó. Đang đạt một vé du lịch châu Âu 100 triệu nè, chuẩn bị tháng này đang chốt đơn một vé nữa là 2 vé. Rồi học bổng cho con mỗi tháng 800 ngàn nè đó. Ở trong nhóm mình ví dụ Mộng Thu á, Mộng Thu thì có học bổng 500 thôi, tức là nó sẽ tùy theo cái mức độ cống hiến của mình đối với công ty á đó. Thì nó sẽ có các mức học bổng là 500, 800 rồi 1 triệu, rồi và không hạn chế số lượng con, mình mấy con thì mấy suất đó, mình đẻ nhiều thì mình có nhiều suất hơn. Nói chung là rất là nhiều giá trị khi mà mình cống hiến cho công ty đó. Thì cả nhà mình ở đây thì đang chia sẻ cả nhà mình ha. Ở đây là bạn này là ở nhà giữ con thôi nè, bạn là bạn Hương nè, ở nhà giữ con lúc là làm với Lan con mới 3 4 tháng thôi đó. Thì bạn làm đang năm mấy á, thì bạn cũng được nhận xe đó, có khi bạn vừa học Zoom bằng vừa bế con ngủ vậy đó cả nhà mình, thì bạn cũng nhận được cái xe tay ga miễn phí từ công ty nè đó. Rồi công ty của mình á, không phải là người bình thường làm không đâu, không phải là mẹ bỉm sữa giáo viên công nhân làm đâu, mà bác sĩ nhà dược sĩ nhà thuốc tây làm nhiều lắm, tại vì cái hàng của mình là được Bộ Công Thương cấp giấy phép á, cho nên là bác sĩ dược sĩ người ta làm rất là nhiều luôn.
Đó, đây là anh nông dân nha, anh này là anh nông dân này cả nhà mình, anh làm cạo mũ cao su, làm thợ hồ đó. Nhưng mà anh làm công việc này á, một tháng anh cũng kiếm được 20-30 triệu tiền lương đó, và anh cũng nhận xe tay ga miễn phí từ công ty nè đó. Tháng này trả lương trả thưởng được 34,6 triệu nè đó. Nên á là chỉ cần cả nhà mình cố gắng thôi là cả nhà mình sẽ đạt được ha. Đây là trong đội nhóm của mình luôn, đây là dì máy nè. Dì máy là làm 4 tháng thôi, dì có thu nhập 11,314 triệu nè. Đó, dì máy 54-55 tuổi rồi, dì vẫn làm được mà. Trong đội nhóm của mình á, hôm nào chị nhà mình vô Zoom nhà mình thấy dì á, dì chăm học Zoom lắm, dì vô Zoom là dì ghi chép cẩn thận. Đó. Còn đây là lương của các bảo trợ còn cao hơn nữa. Đây là bảo trợ hành lý nè, 191 triệu nè. Đó, bảo trợ yên nè, 217 triệu nè. Đó, là lương các bảo trợ làm lâu hơn. Đó, là cả lương cả thưởng đó. Cho nên là chị em mình đây là tiền thật chứ không phải là tiền ảo. Đó, không phải là công ty đa cấp lừa đảo đâu. Tại vì lừa đảo là nhà nước mình đã dẹp mất rồi, không có chuyện mà giờ tới giờ đâu. Đó, nên là cả nhà mình làm mình yên tâm. Đây là chị Vũ Hằng là dược sĩ, nhà chị ở gần nhà Lan nè. Đó, chị làm công việc này á, là 3 tháng 20 ngày chị cũng lên 21%. À, chị có cái lương là 10 15,346 triệu nè. Tức là rất là nhiều dược sĩ, bác sĩ người ta làm công việc này. À, đội nhóm mình thì chưa có bác sĩ, chỉ có dược sĩ thôi, dược sĩ nhà thuốc Tây làm thôi. Đó. Hàng á, thì đó rất là nhiều người bán nè. Giống đây là Thảo nè cả nhà. Đây là Thanh Thảo. Thanh Thảo là một người bỏ sỉ quần áo rất là lớn, bán bỏ sỉ quần áo ở lục tỉnh miền Tây luôn đó. Một tháng thu nhập mà bỏ sỉ quần áo của Thảo là 50-70 triệu đó. Nhưng mà Thảo rất là mê công việc này, tại vì á là công việc này sau này mình sẽ để là thừa kế cho con mình hưởng đó. Rồi cái giá trị là Thảo thích cái giá trị sức khỏe, là Thảo uống vô là để trị bệnh cho bản thân mình cũng như giúp được nhiều người khỏe mạnh đó. Nên là Thảo làm rất là nhiệt tình, mặc dù là bên ngoài rất là bận rộn nhưng mà Thảo vẫn làm đó. Còn đây là chị dược sĩ Vũ Hằng nè, chị bán được rất là nhiều hàng đó. Nói chung là ai cũng làm được công việc này, mình học Zoom là mình sẽ làm được đó. Đây là người lớn tuổi người ta vẫn làm được nè đó, đầy luôn. Cả nhà mình cứ chăm học Zoom đi là sẽ biết rồi. Cái group cảm nhận này thì mỗi ngày chúng ta vào đọc 1-2 bài ha, để chúng ta có cảm nhận về sản phẩm, để mình có lòng tin mình mới bán được. Bây giờ á, chúng ta muốn bán hàng chúng ta phải tin, còn mình không tin là rất là khó bán. Rồi đây Lan chia sẻ với cả nhà mình ha, đây nè cái giấy này của công ty nè đó. Thì này ra Google mình tra ra mình cũng sẽ thấy ha. Thì rất là ít công ty có cái giấy này nha. Đây là cái giấy của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương cấp giấy phép. Thì cho nên cái sản phẩm của chúng ta được lưu hành ở các nhà thuốc tây, bệnh viện, được bày bán công khai, được đăng Facebook á. Còn có một số hãng khác á, người ta, cả nhà mình sẽ thấy một số hãng khác người ta không được bày bán công khai đâu, người ta chỉ được bán bằng tin nhắn hoặc bán trực tiếp thôi, rồi người ta phải đi dự hội thảo tùm lum tùm la hết trơn á. Còn công ty chúng ta được Bộ Công Thương cấp giấy phép cho nên được bày bán công khai, rất là ít có công ty có cái này ha. Đó, sản phẩm của chúng ta thì nó sẽ xuất xứ như thế này. Ví dụ như những dòng trang điểm á, thì nó xuất xứ từ các nước Đức, Ý, Anh, nước Nga, nước Ba Lan, nước Trung Quốc. Trung Quốc là chủ yếu là nó sẽ là những cái phụ kiện giống như là những cái gì bằng nhựa đó, cái ly lắc hay là những cái lược gì đó, thì nó ở bên Trung Quốc, là tại vì là cái bên đó là cái công nghệ bên đó làm nhựa á, đó là mình những cái sản phẩm mà từ làm từ nhựa thì mình sẽ nhập từ Trung Quốc thôi, xuất xứ từ Trung Quốc thôi. Nhưng mà cái sản phẩm của mình á, là cái nhựa cao cấp đó, chứ không phải là nhựa bình thường. Ví dụ như Trung Quốc nó cũng xuất qua Mỹ đó cả nhà mình, nhưng mà những cái sản phẩm chất lượng cao mới được xuất qua Mỹ và xuất qua châu Âu. Công ty chúng ta ở châu Âu á, thì những cái sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn rất là cao mới được xuất qua đó. Thì Trung Quốc nói xuất xứ tại Trung Quốc chứ không có, nhưng mà những cái sản phẩm chất lượng cao mới được xuất qua chứ không phải là sản phẩm bình thường ha. Cho nên khi giờ mình làm công việc này, có một số mặt hàng nó sẽ ghi là xuất xứ Trung Quốc á, nhưng mà Trung Quốc á, nó có nhiều loại lắm, những cái mặt hàng chất lượng cao mới được xuất qua. Trung Quốc cũng xuất qua Mỹ mà đó, nhưng mà những cái loại chất lượng cao mới được xuất qua. Rồi cái dòng dưỡng da thì ở Thụy Điển và Ba Lan đó, nước hoa thì ở Bỉ, ở Pháp, ở Thụy Điển và ở Ba Lan. Còn dòng chăm sóc cá nhân là kem đánh răng, dầu gội gì đó, dưỡng da chân gì đó, nó sẽ ở nước Ba Lan đó. Và đặc biệt là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe wellness thì nó ở hai nước là nước Đức và nước Anh, là hai nước đạt rất là tiêu chuẩn rất là cao mới được sản xuất ra cái dòng này ha. Rồi đây những cái giấy chứng nhận của công ty rất là đầy đủ ha.
ở nhà mình yên tâm. Nhiều khi người ta nói là đa cấp lừa đảo, người ta chỉ nói thôi tại vì người ta không có tìm hiểu á, nên không có tìm hiểu người ta không có biết thôi. Chứ mà lừa đảo thì Việt Nam của mình không thể nào cho bán lâu như vậy đâu. À, Việt Nam của mình đã bán cái mặt hàng này á là từ 2003 tới bây giờ rồi, tồn tại rất là lâu. Những mặt hàng dởm á là nó sẽ không bao giờ tồn tại quá 5 năm. Cả nhà mình hàng mà đa cấp lừa đảo không bao giờ tồn tại quá 5 năm, nhưng mà cả nhà mình biết mình tham gia mình không đóng bất cứ thứ gì, là mình cứ yên tâm mình làm ha. Đó, người ta nói gì kệ người ta không hiểu thôi. Và đây là cái tờ báo đó là ngày 27 tháng 5 2019 nè, tại Thụy Điển nè, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ với 10 tập đoàn hàng đầu của Thụy Điển đó, thì trong đó có nước có tập đoàn Oriflame của chúng ta đó. Cái này thì Lan sẽ gửi lại cho mọi người cần thì Lan gửi lại cho mọi người xem sao. Đó là cái về thông tin công việc cũng như là thông tin về công ty, thì cả nhà mình khi tham gia thì chúng ta cần phải nắm rõ như vậy đó. Đặng vì á một số người ở bên ngoài á, tại vì một công ty chúng ta đang làm ăn rất là lớn và đang rất là nổi tiếng á, thì cũng có một số công ty họ xuyên tạc á. Đó, tức là mình bán cái mặt hàng nào cũng vậy, ở bên ngoài thị trường á, nó sẽ có một số thành phần họ phá đám, cả nhà biết không, họ phá đó, thì họ sẽ xuyên tạc. Nhưng mà cả nhà mình biết khi mình tham gia, thứ nhất mình không mất bất cứ cái gì, thứ hai là công ty cả nhà mình cứ đánh đánh giá khách quan. Nếu mà hàng dởm, hàng giả hoặc đa cấp lừa đảo không bao giờ tồn tại quá 18 năm. Cả nhà mình đếm đầu ngón tay coi ở nước Việt Nam mình có công ty nào mà tồn tại được 18 năm như công ty mình không? Không có. Ít lắm. Đa số là chưa đầy 5 năm là dẹp hết trơn. Đó. Thì cả nhà mình cứ yên tâm về chất lượng ha. Mình vào đây thì mình cứ học cho bài bản rồi mình sẽ làm. Đó. Thì cả nhà mình thích thích mà. À chào em Lầy nha. À, em người Hoa. Thì chúng ta cứ vào đây chúng ta cứ tự tin. Chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải chăm học dung, tại vì tất cả các đào tạo cái bí quyết để thành công hoặc cái cách làm chúng ta đào tạo trên dung trực tiếp hết, cho nên là chúng ta không học dung thì chúng ta không có phát triển được, chúng ta chỉ kiếm thu nhập thấp thôi đó. Còn chúng ta muốn có thu nhập cao 5 triệu, 10 triệu hay vài triệu á, thì chúng ta phải học dung để chúng ta hiểu về thông tin công ty cũng như sản phẩm hoặc là cách làm đó. Thì bây giờ nếu mà cả nhà mình ai mà tự tin về công ty mình rồi, tự tin về mình muốn muốn bán rồi á, thì Đang sẽ hướng dẫn mọi người bán hàng luôn, rất là dễ, không có khó đó. Còn cả nhà mình ai mà chưa tự tin thì mình cứ tiếp tục tìm hiểu trước, tiếp khi nào mình mạnh dạn tự tin, mình thích bán hàng rồi thì mình sẽ bán. Còn nếu mình cảm thấy là mình vẫn còn ngại cái vấn đề gì đó thì không có sao, cả nhà mình cứ mặc tự, đây là công việc tự do mà, cứ thích khi nào thích bán thì hướng dẫn thôi. Còn giờ muốn bán luôn, Lan sẽ hướng dẫn cho mọi người cách bán luôn, ra đơn luôn tối nay hôm nay luôn đó. Rồi thì bây giờ cho chị em mình ý kiến ha. Thứ nhất là mình sẽ còn vấn đề gì ở trong lòng, mình thắc mắc, mình đang nghi ngại, đang nghi ngờ bất kỳ vấn đề gì, hoặc là muốn hỏi quyền lợi gì, cả nhà mình cứ mạnh dạn hỏi đi. Tại vì hôm nay Lan họp nhóm riêng để hỗ trợ mọi người với lại hướng dẫn mọi người á, thì chúng ta cứ mạnh dạn hỏi thì Lan sẽ hướng dẫn. Còn nhầm khi Zoom kia hả, ý là lọc bớt mọi người ra là mọi người không có chịu ra. Trời, thường là Zoom đó Lan nói để dành cho người mới vô thôi nha, mà mấy chị em cũ cứ bay vô đầy nhóc người, thành ra là không có hướng dẫn được mấy chị em mới, mình không có theo sát được, nên là bữa nay học lén đó. Học lén nhiều đây, biết biết giúp mình đỡ quê thì bị từ chối. Rồi ok, biết biết giúp mình đỡ quê thì từ chối đúng không? Và Lily muốn chị đúng không? Rồi giờ phải cho chị nhìn mặt đi chị mới chỉ được. Chỉ cho biết biết đỡ quê khi bị từ chối, rất là dễ luôn. Rồi chút xíu chỉ cho Lily nha, chị chút xíu chỉ cho em rồi em lầy nha. Rồi lầy siêu lắm, đăng bài một cái là người ta comment, người ta bay vô mua quá trời luôn, mà giờ còn hỏi chị biết biết khi bị từ chối nữa hả. Rồi lát chỉ cho. Rồi có ai có hỏi gì không, Lan chỉ cho luôn nè, để lát Lan trả lời từng câu luôn. Em Tốt có hỏi gì không, em Hà có hỏi gì chị không, hay là Cẩm Tú nè, Kim Hương nè, mình cứ hỏi đi chị trả lời một lần luôn. Tốt bật mic lên, bật mic lên mới hỏi mà chị mới nghe chứ. Tốt ơi bật cái mic lên, ở trên cái màn hình nó có cái micro, em ấn vào nó hết cái màu đỏ em mới nói chuyện chị nghe được. Bây giờ em nói chị không nghe cái gì.
Chị không nghe em nói gì hết, tất tốt. Ở trên cái màn hình nó có cái mic, bấm vô cái mic nó hết cái màu đỏ chị mới nghe được tiếng của em nha. Rồi à, thì trong thời gian chờ đợi em Tốt nói đi, bây giờ em Tốt nói gì chị chưa nghe thì chị sẽ chia sẻ với em lầy cái chỗ mà xử lý cái việc mà bị từ chối, đúng không? Rồi đã quên bị từ chối rồi, bây giờ định nói chuyện với chị đi, chị chỉ cho nè. Lầy ơi, chị cho rất là dễ mà. Rồi à, khi bán hàng thì cả nhà mình có đi chợ bao giờ chưa? Mấy chị em mình có ai có đi chợ không? Trả lời Lan đi, bật mic lên trả lời nè, bật mic lên nói chuyện nè. Mình có đi chợ không? Có đi chợ. Có chứ Rồi, ạ. okay. Có đi chợ đúng hết không? Vậy là tất cả chúng ta đều đi chợ đúng không? Rồi Vâng ạ. rồi, đi chợ mỗi ngày nghe người ta nói gì ngoài chợ? Đi ngang bà bán thịt, đi ngang chị bán rau, mang nghe mấy người đó nói gì? Mời Em ơi, mời mua mua hàng cho hàng. chị đi. À, Em mời mua ơi, hàng mua cho hàng cho chị chị đi. Rồi sao, rồi có mua hết không? Ta mời rồi mua hết đi. không? Không. Dạ À, không. Dạ mua hết chắc là sập tiệm luôn quá. không. Làm gì có đúng Mua không? hết rồi. À, Vậy là làm gì có. Thôi em mua à. Một là chúng ta bơ luôn, đi luôn, hoặc là dạ em không mua chị. Nếu chúng ta lịch sự thì người ta mời nói là ví dụ chị mua rau, em mua rau chị đi, dạ em mua. Đó, nếu bạn thịt, em mua thịt chị đi, dạ em mua, em đi mua cá. Đó đúng không? À, nhưng mà nó như thế này, tức à. là buôn bán là phải mời đó. Mà cả nhà mình nghĩ đi, nếu mà cái chị bán rau, cái chị bán thịt đó mời mình mà mấy chị mà mời mình không mua, cái mấy chị quê mai mấy chị nghỉ bán hả? Cả nhà mình có để ý mấy chị bán rau, mấy chị bán thịt có nghỉ bán không? Hay nghỉ bán không? Không. Không có nghĩ đâu, tao bán ngày nào tao bán. Mà cả nhà mình có thấy người ta bán bao nhiêu năm rồi chưa? Mấy người bán rau, mấy người bán thịt ta bán lâu chưa? Lâu rồi, nhưng mà ngày nào cũng nhờ mở hàng hết đúng không? Có Đúng người bán phải vài năm, có người bán phải vài chục năm. Vậy mà ngày nào cũng em mở hàng cho chị, em sáng cũng kêu em mở hàng cho chị, trưa cũng em mở hàng cho chị, chiều cũng em mở hàng cho chị, tối em mở hàng tối cho chị. Trời đất ơi, cái giờ nào cũng kêu mở hàng hết trơn á, đúng không? Có nghe câu rồi. đó không? Trời đất ơi, thậm chí Có là nó cả nhà mình nghe. Hôm bữa Lan đi Định Quán mua đồ, cái chị mà cái shop thùy mà bán giải cả nhà nhớ không? Biết cái Định Quán. Ơi trời đất ơi, 8 giờ tối rồi chị chuẩn bị đóng cửa rồi mà chị nói câu này: "Em mua giải hả? Vậy mua mở hàng cho chị rồi chị nghỉ." Chịu nổi không? Tức là cả nhà biết cái câu mở hàng á, mua mở hàng á, nó rất bình thường. Ai buôn bán người ta dùng câu đó hết trơn á, mà đó là cái bí quyết bán hàng siêu hay siêu thông minh đó, là không có vì phải ngại hết trơn á. Nó cái chị bán rau, cái chị bán thịt ngày nào không kêu, rồi không lẽ mà chị quê rồi cái kìa mai chị nghỉ bán ha? Đâu có đâu, không nghỉ bán đâu, ngày nào chị cũng bán. Nhưng mà khi chúng ta có mời á thì chuyện gì xảy ra? Bây giờ hai người bán rau, một người ngày nào cũng mời mình, một người im ru gặp mình không nói năng gì hết trơn á, vậy mà khi nào mình cần mua rau mình mua ai? cái chị hay mời mình Đúng rồi, mình muốn cái chị hay mời đúng mình. rồi, mấy cái chị hay À, mình mời thấy đúng chị vui rồi vẻ. Tại vì cái bữa mình không mời là cái bữa mà chị mời mình không mua, là tại sao mình không mua? nhà mình có đó. Ừ, nhà mình có, hoặc là mình không thích ăn cái rau đó. Còn bữa nào mình thích ăn cái rau đó thì sao? Mới mua. Mình mua. À đúng rồi, như vậy thì buôn bán rất là bình thường ha. Ví dụ á, thì cả nhà mình buôn bán mà chúng ta được hướng dẫn cái phương pháp nhờ mở hàng, đi nhờ người khác mở mua mở hàng cho mình á, à, cả nhà mình nghĩ là nó quê đúng không? Không có gì quê hết trơn, rất bình thường. Bây giờ mình mời người ta thì cái thứ nhất, người ta chưa biết sản phẩm đó mình cứ giới thiệu, người ta sẽ cần thì người ta mua, còn chưa cần lần sau người ta mua cho mình. Đâu có gì đâu, quê y như mình đi chợ vậy thôi á. Người ta mời mình mua, mình thấy mình chưa cần thì mình chưa mua, bữa khác mình nhớ à, chị này bữa hổm mời nhiệt tình ghê lắm á, mà mình nay mình cần nè, mình tới kiếm chị đó mình mua. Còn chị kia gặp mình cứ im ru không nói mình tới mình một câu nào trơn, mình mua chi đúng không? Đó. Thì chúng ta mời thì người ta nhớ, à nhỏ này nó bán hàng này hả ta, à nay mình cần nè, mình kiếm nó mình mua. Còn bây giờ mình không mời á, rồi ta biết mình bán giống gì mà người ta mua cho mình. Tại vì cái bài đăng của mình á, mình mà cái bài đăng của mình hồi xưa á, à, lúc mà Facebook nó chưa cấm á, là mình đăng bài lên là tất cả bạn bè mình sẽ thấy cái bài đăng của mình. Còn bây giờ á, mình đăng bài lên á, bạn bè mình rất là không có thấy, nhất là những người không có tương tác bài cho mình á, họ sẽ không thấy bài của mình, họ không thấy đâu cả nhà mình. Cho nên á là à, khi mà chúng ta mà đăng hàng á, mà chúng ta không mời á, không vào tin nhắn mời á,
hoặc là gọi điện mời, hoặc là gặp trực tiếp mời á, khách hàng họ không thấy, họ không thấy cho nên họ không có mua cho mình đâu. Thì chúng ta phải giới thiệu trực tiếp, thì có khi khách cần thì khách mua, còn khách chưa cần thì khách chưa mua, rất là bình thường đó. Rồi bây giờ thì Lan sẵn Lan chỉ luôn, còn khi nào cả nhà mình thích thì cả mình áp dụng, tức là mạnh dạn bán thì áp dụng. Thì đầu tiên khi chúng ta bán hàng á, chúng ta sẽ đăng một cái bài khai trương lên, thì Lan có mẫu sẵn hết luôn. Rồi để Lan phân tích cái chỗ này cho cả nhà mình coi. À đây, hôm bữa là Hằng, để Lan ra Facebook này Lan kiếm cho. À, một cái bài giống như hôm bữa em lầy cũng bán này phải không? Đó, mình đăng lên khai trương thôi, thì có những người á, chúng ta chỉ cần đăng thôi là khách hàng họ đã tự mua rồi, nhưng mà đa số đó là số ít nha, số ít những người, nói chung là do mình mối quan hệ tốt á, mình chơi với nhiều người á, thì mình đăng bài lên thôi là khách đã tự mua rồi, thì cái những người này rất là thành công, rất là dễ luôn đó. Còn đa số thì chúng ta phải giới thiệu với khách, giống như bản thân Lan cũng vậy, lúc Lan đăng đâu ai mua đâu, Lan cũng phải giới thiệu với khách hàng đó, Lan cũng phải đi nhắn tin giới thiệu từng khách hàng thì người ta mới mua, chứ không phải là mình đăng lên cái người ta mua đâu, mà mình phải nhắn tin nhờ người ta mở hàng giúp mình đó. Ví dụ ha, đầu tiên thì chúng ta sẽ đăng cái bài khai trương như thế này, tại vì ví dụ ở đây thì có em lầy bán rồi, nhưng mà có mấy chị em mới chưa có cho cô biết, thì giờ đang hướng dẫn cho mấy chị em mới mình luôn nè. Để Lan kéo xuống cái bài khai trương mới đây coi. Đây, ủa không phải, thì có mẫu hết, bài đăng có mẫu hết, cả nhà mình chỉ việc copy đăng thôi đó. Còn cái việc của em lầy chị xử lý rồi ha, không có gì phải ngại ha. Mình bán hàng xịn thì mình không có nên ngại, mình bán hàng dởm mới ngại nè. Rồi ở đây, đây cả nhà mình nhìn ha, đây có mẫu nè Lan, lát cả nhà mình muốn đăng khai trương luôn thì Lan sẽ hướng dẫn cả nhà mình, Lan gửi cho qua cho mình copy đăng luôn đó. Đầu tiên mình đăng cái bài đăng khai trương như thế này lên, nhưng mà chúng ta nhớ là khi đăng cái hàng mà rẻ tiền chúng ta để ra trước, cái hàng mắc tiền để ở sau lưng à, đừng có đưa cái hàng mắc tiền lên trước, khách nó bị choáng váng. Ở đây thì em lầy do cái mối quan hệ của em lầy tốt nên là em lầy là đăng cái hàng là mắc tiền lên luôn, nhưng mà thường chúng ta sẽ đăng những cái hàng rẻ tiền trước đó, những cái hình nó hiện lên như thế này nè, chúng ta đăng những cái sản phẩm rẻ tiền trước rồi cái sản phẩm mắc tiền sau đó. Rồi đây nè, em lầy nè, rất là tuyệt vời luôn ha, đăng lên một cái khách vô comment tự mua quá trời luôn đó. Nhưng mà còn chúng ta đó, thì chúng ta phải vào tin nhắn của khách, chúng ta phải vào tin nhắn của khách và chúng ta nhắn tin nhờ khách mở hàng giúp, vì là Lan bán lâu rồi, bây giờ cái tin nhắn mà nhờ mở hàng không biết nó nằm ở đâu à, tại vì là bây giờ Lan bán lâu rồi, thành ra là hồi trước Lan lần đầu tiên Lan bán là nhờ mở hàng á, Lan nhờ 15-20 người đó, mình sẽ có, Lan có được cái đơn hàng 3,7 triệu cả nhà mình. Nhưng mà ngày đầu tiên á, Lan nhờ không ai mua hết trơn á, tại nhờ sai, nhờ mà không hỏi han gì hết trơn á, nhờ cái bụp qua cái nhờ người ta luôn, người ta bị sốc, người ta không có mua. Còn khi mà Lan nhờ đúng phương pháp rồi á, Lan nhờ ai người họ cũng mua hết. Bây giờ Lan sẽ thử cho cả nhà mình xem ha, cách nhờ mở hàng như thế nào ha. Tức là đầu tiên chúng ta vào tin nhắn à, chúng ta sẽ vào tin nhắn, chúng ta nhắn tin hỏi thăm. Bây giờ ví dụ ha, Quyên ơi, Quyên làm mẫu ha, bây giờ coi như là hai chị em ha, bây giờ hai chị em làm mẫu ha, Quyên rảnh chưa, đang bận hả, vậy là hay là bãi đi bãi. Rồi bây giờ bãi với chị vào tin nhắn đi, bãi nhờ chị mở hàng đi bãi, vào tin nhắn thì chị show cho mọi người coi ha, mình làm mẫu cho mọi người coi ha, em vào tin nhắn em nhắn tin em nhờ chị mở hàng đi. Em vào tin nhắn em nhắn coi cho chị nhờ mở hàng á. Rồi ok. Rồi cả nhà mình cùng quan sát cách nhờ mở hàng nha. Rồi bảy vào tin nhắn, bảy nhờ chị mở hàng đi. Mọi người sẽ quan sát cách chúng ta nhờ một người khai trương mở hàng giúp mình như thế nào ha. Rồi bảy nhắn chị đi, giả một chị với bảy là người quen với nhau, dạy giáo viên dạy chung trường với nhau đó. Em nói rồi, bảy nhắn đi bảy. Em khách đang đợi mua, nhờ người mua mở hàng đây. Đó, cả nhà cứ biết gì nè, nếu mà chúng ta bán sản phẩm tốt mà chúng ta không giới thiệu á, khách họ không có biết đâu, thì chúng ta phải vào tin nhắn giới thiệu. Nhầm khi á là mình đăng vậy thôi, khách vô like luôn, nhưng mà họ không có quan tâm đâu, mà chúng ta phải nhắn tin, chúng ta phải có thành ý, phải nhắn tin phải nhờ họ mở hàng. Thì chúng ta nhờ mở hàng, chúng ta sẽ lựa những người dễ tính, những người vui vẻ dễ tính mở hàng giúp mình, thì mình sẽ mua bán thuận lợi. Còn chúng ta nhờ đúng cái người khó tính rồi, cái người ta nói không mua cái quê luôn. À đó, đầu tiên chúng ta sẽ hỏi nè. À,
ví dụ như cái lâu ngày chúng ta không gặp thì chúng ta mới nói là lâu quá không gặp, hỏi khỏe không, là tại dịch bệnh không gặp nhau. Còn nếu mà chúng ta gặp cái người đó thường thì mình nói là hai chị đang làm gì đó, ví dụ vậy ha. Con này là do lâu quá không gặp. Rồi trả lời. Đó, đầu tiên chúng ta hỏi thăm, hỏi khỏe không. Đó, giống như em bạn hỏi gì đó. Còn nếu chúng ta gặp hoài thì cũng nói là hello chị, ăn tối chưa, đang làm gì đó, ví dụ vậy. Đó, còn này là ví dụ hai người mà lâu ngày chúng ta không gặp nhau, dịch bệnh lâu rồi chúng ta không gặp nhau, chúng ta mới hỏi là khỏe không. Chứ bây giờ mới gặp người ta hôm qua mà nay hỏi khỏe không là cũng kỳ vậy ha, đúng không? Mình phải tùy người nha. À, khách hàng của mình á, mà ví dụ người mình gặp thường xuyên mà hỏi khỏe không là kỳ lắm à. Ví dụ khách hàng mà mới gặp hôm qua kia, mới gặp nhau đây thì hỏi ủa ăn tối chưa, đang làm gì đó. Đó, chúng ta sẽ dùng những câu nói vậy. Rồi. À, cô Bảy nhắn tiếp cho Bảy thì đang đợi. À đó. Đó thì chúng ta cứ hỏi những câu mà làm cho người khác vui á. Đầu tiên là chúng ta phải làm ấm mối quan hệ, tức là tạo sự gần gũi, thân quen, thân thiện với lại khách hàng của mình. Đó, mình hỏi thăm, mình khen khách một vài câu để tạo cái niềm vui cho khách hàng của mình. Đó, bán hàng người ta không có thích mua cái người nhăn nheo hay là cái người không thèm nói chuyện đâu. Người ta sẽ thích cái người vui vẻ dễ tính, cho nên chúng ta sẽ tập vui vẻ dễ tính. Rồi mình nói chuyện với người ta, mình khen người ta một vài câu. Ví dụ cái người đó không có đẹp thì mình giờ mình khen ai? Khen con người ta. Đó. Ví dụ như bây giờ á, mình muốn nhờ chị đó mua mở hàng, mà bây giờ chị đó không đẹp, ví dụ nhìn thấy chị đó hay đăng hình đẹp á, thì chúng ta sẽ mình thấy cái chị đó hay đăng hình đẹp á, thì mình nói à lúc này em thấy chị đăng hình Facebook đẹp ha. Đó là cũng tạo niềm vui cho người ta, mình khen người ta đã, rồi mới nhờ người ta là em có việc này nhờ chị một chút. Đó, còn nếu mà người ta không có đăng hình đẹp thì mình nói là dạo này con chị sao rồi đó, ví dụ là học lớp mấy rồi chị, cái ví dụ người ta nói học lớp mấy mấy đó, trời ơi mình phải tìm đủ một cách để khen. Mình nói là trời chị sướng ghê, có hai bé trai bé gái đủ hết trơn rồi nè, mà thấy mấy con chị bé nào cũng ngoan hết trơn, ví dụ vậy. Tức là mà con người ta ngoan mới khen nha, chứ mà lỡ con người ta mà lì mà mình khen cũng kỳ lắm á. Mình phải tìm cái điểm nào, thứ nhất là khen người ta đẹp nè, hoặc là khen con người ta dễ thương hay là ngoan gì đó. Đó, hoặc là nếu mà mình gặp người ta hôm nay là ví dụ hồi chiều nào gặp ngoài chợ đi, trời sáng gặp chị ngoài chợ mà em quên hỏi thăm, trời lúc này thấy đẹp quá ha. Đó cũng được, đúng không? Gặp ngoài chợ rồi không có mời mở hàng, về nhà nhắn tin nhờ mở hàng. Đó, cái câu này câu ăn tiền cả nhà mình. Hôm nay em khai trương bán hàng nhập khẩu, em thấy chị vui vẻ dễ tính, em nhờ chị mở hàng giúp em một vài sản phẩm để anh em xin vía buôn bán thuận lợi, hoặc là để em lấy may mắn thuận lợi. Đó, cái câu này cả nhà nhớ ha. Rồi thì chúng ta sẽ gửi vài hình sản phẩm khuyến mãi qua cho khách lựa đó. Chứ mình không có biểu, có nhiều chị em á nhờ gì xong rồi chị ra Facebook em chị lựa đi chị, không phải nha. Là chúng ta gửi hình trong tin nhắn luôn nha, chứ không phải là có nhiều chị em bán hàng nhờ người ta cái nói dạ cái nhờ chị ra Facebook em chị lựa mua mở hàng cho em đi chị. Không có, không để cho người ta lựa ngoài đó, mà mình phải gửi trong tin nhắn cho người ta, chốt luôn trong tin nhắn của người ta. Còn nếu như mà người ta, em để hình qua luôn đi Bảy, còn nếu như mà người ta chưa chốt á thì mình mới nói là mình mới giới thiệu thêm ngoài Facebook đó. Rồi ví dụ như Lan xử lý luôn cả nhà mình ha. Ví dụ Bảy nó gửi qua nó nhờ mở hàng nè, cái Lan nói là chị mới mua rồi, giờ sao xử lý sao cả nhà mình? Đố cả nhà mình, ví dụ khách trả lời nó mới mua rồi, giờ trả lời cái gì? Suy nghĩ coi. Vậy là thôi lần sau thì chị sai xong hết thì chị ủng hộ em nhé. Không. Bây giờ cái người ta mới mua là đảm bảo người ta chưa, người ta nói mới mua là chị mới mua là à, đó. Hỏi ông Bảy kìa, chị mới mua sản phẩm nào thế, đúng không? Mình bán hàng hà sản phẩm, người ta nói mới mua, làm gì có chuyện mới mua cả nùi vậy, đúng không? Mình phải hỏi chị mới mua sản phẩm nào vậy đó. Bắt đầu bây giờ phải trả lời sao?
phải trả lời là muốn mua cái gì rồi thế nào cũng mua mọi kia đó. Chị mua dung dịch vệ sinh rồi, vệ sinh với kem đánh răng rồi đó. Chắc chắn là người ta chỉ có hai thứ này thôi, còn mấy thứ hàng khác của mình làm gì ta có. Trời á, Tú hỏi nhà mình lúc này mình mời gì? Để cho bảy xử lý này này, chơi đến đố bảy nha. Rồi này dễ lắm nè, nếu mà khách nói mua rồi thì mình sẽ theo bảy thì bảy trả lời sao, xong rồi nếu hoặc theo chị em mình đi, theo chị em mình trả lời sao, đố chị em mình luôn, đoán thử đi mình nói luôn nghe. Hả? Nói luôn hay sao? Nói luôn hay nhắn tin? Nói thử coi, nói trưởng đi thử coi, thử tài chị em mình coi. Thì em sẽ nói là đúng là cái sản phẩm dung dịch vệ sinh và kem đánh răng bên này sẽ thích chị nhỉ. Xong rồi em mới nói là chị ơi hôm chị mới mua kem đánh răng dung dịch vệ sinh nhưng mà tháng này lại có một cái chai nước tắm này khuyến mãi rẻ nữa mà lại tắm đã lắm. Rồi ok. Rồi chúng ta sẽ giới thiệu sữa tắm. Ngoài ra mình sẽ giới thiệu ha, như bảy nói cũng ok đó. Nhưng mà chúng ta sẽ giới thiệu vậy nè. Nếu mà người ta từ chối, người ta nói để có gì tham khảo nhắn tin sau cái câu trả lời của em lầy nè. Cái câu mà khách của em lầy trả lời nè, hoặc là cái câu mà Nãy Lan nói đó là đã mua rồi á, thì nói em cảm ơn chị. Đó chị ơi, em mới tập bán còn ít khách, nếu chị chưa cần thì chị biết ai thích xài hàng nhập khẩu chị giới thiệu giúp em nha, hoặc chị biết ai bị đau đầu, rối loạn tiền đình, viêm xoang, dạ dày, tiểu đường, táo bón, trĩ chị giới thiệu giúp em, bên công ty em có sản phẩm hiệu quả lắm, đầu giới thiệu qua cái hàng chăm sóc sức khỏe luôn được chưa? Rồi, điều trị tận gốc. Đúng rồi, điều trị tận gốc luôn rồi. Em phải nhắn giúp chị câu đó để cho mấy bạn bắt chước luôn ha. Tức là khi ứng viên nói là chị còn hàng, rồi chị có gì chị tham khảo sao, thì chúng ta không có ép, không có ép ứng viên, kệ người ta, không có ép khách hàng, kệ người ta. Mình sẽ nói là dạ chị ơi, dạ em cảm ơn chị đã đọc nhắn của em mới tập bán còn ít khách, chị biết ai thích xài hàng nhập giới thiệu giúp em nha, bên công ty em đang sale sản phẩm này rẻ lắm nè chị, sữa tắm nè chị rất là rẻ luôn, rồi sáp dưỡng đa năng nè chị, cái hũ này là cực kỳ nhiều công dụng nè chị, chị biết ai cần dùng chứ, thì em mình không có mời người ta, mình giả bộ đánh đông với tay. Chị biết ai thích xài hàng nhập khẩu chị giới thiệu giúp em, sữa tắm đang sale rất là rẻ nè chị, rồi sáp dưỡng đa năng nè chị, rồi ví dụ như dầu gội cái gì đó chúng ta muốn giới thiệu đó. Và chị ơi, công ty em có sản phẩm chăm sóc sức khỏe hỗ trợ điều trị các bệnh đau đầu, dạ dày, tiền đình, tiểu đường, táo bón, trĩ rất hiệu quả, hỗ trợ điều trị tận gốc, chị biết ai gặp phải tình trạng trên giới thiệu giúp em nha, cảm ơn chị. Đó, như vậy thì Lan đảm bảo cả nhà mình khi nhà mình hỏi câu đó, hỏi câu cái câu đó thì ứng viên chắc chắn trong gia đình người ta ai cũng có một hai người mắc bệnh hết trơn á. Thì cách này khi mà Lan hỏi một chị khách, Lan mời chị mua dung dịch vệ sinh chị cũng không mua, mời mua sữa tắm cũng không mua, tao mới mua rồi, chị mới mua rồi, mua kem răng cũng không mua, chị mới mua rồi, cái Lan nói dạ vậy em cảm ơn chị, chị ơi cho em nhờ chị tí nha, chị biết ai bị đau đầu, rối loạn tiền đình, viêm xoang, dạ dày, táo bón, trĩ chị giới thiệu giúp em nha, bên công ty em có sản phẩm hiệu quả lắm. Thế là chị nói qua tao bị trĩ nè, xong cái Lan nói trời chị bị trĩ hả, rồi em gửi cho chị cái video này chị xem, công ty em có sản phẩm hỗ trợ điều trị trĩ cực kỳ hiệu quả luôn đó, cái gửi qua hai video cho chị đó coi, xong chị đó chưa chốt mua một hộp chất xơ, xong uống hộp chất xơ, xong cái chị đó đi về, xong chị đó nói là nhận hàng rồi nha, xong rồi nói sao hàng của mày là bột hả, tao không thích uống bột, tao thích uống viên, đổi lại đi. Nói, chị ơi em nói chị nghe là chị đang bị trĩ đúng không, mà cái sản phẩm của em hỗ trợ cái trĩ chị rất là tốt luôn, chị cứ dùng đi, không hiệu quả em đền tiền lại cho chị.
Thế là chị đã dùng xong một hộp, chuyện gì xảy ra cả nhà biết không? Dùng xong một hộp, nhắn tin Lan: em ơi, bán tiếp chị hai hộp đi, bữa nghe em nói là mua ba được tặng một đúng không? Đó, đảm bảo cả nhà mình luôn, cái sản phẩm công ty mình rất là tuyệt vời, mình chỉ cần biết cách bán thôi là khách hàng sẽ mua đó. Thì người ta nói, người ta từ chối, người ta nói là người ta còn, hay là người ta nói là người ta không có gì đó, mình đừng có ép người ta mua, mà mình nói là dạ em cảm ơn chị ơi, chị biết ai thích xài hàng nhập à, chị đó đây nè, à, thích xài hàng nhập khẩu thì giới thiệu giúp em nha, rồi gửi qua cái hình sữa tắm đi bảy, à, sữa tắm thiên nhiên đang khuyến mãi rất rẻ nè chị, đó gửi qua cái hình sữa tắm đi, sữa tắm nước hoa chứ, sữa tắm hương nước hoa đó, gửi qua cái hình sữa tắm đi là mình sẽ chốt được chai sữa tắm này luôn á, gửi chai sữa tắm này qua rồi, chai sữa tắm này thơm lắm cả nhà mình, để Lan lấy ra cho mình coi nè. Để Lan hướng dẫn cho cả nhà mình một số cái sản phẩm dễ bán đây nè, cái sữa tắm của mình đây đó. À, nó 200ml. Cái này nó to như thế này. Nó thơm, cái mùi nước hoa cực kỳ dễ chịu, nó có hai màu, màu đỏ và màu hồng. Thường á là 100 mấy lần. Bình thường công ty sale á sale cũng phải 119. Tháng sau công ty sale 99.000. Chỉ riêng tháng này thôi. Riêng tháng này sale rất là rẻ luôn, có 69.000 thôi. Vốn chúng ta là 53.000. Mà sữa tắm nước ngoài, sữa tắm hàng thiên nhiên nha, nó không chứa xà phòng, nó không chứa hóa chất. Tắm rất là thơm, rất là tốt cho da của mình. Đó. Thơm dữ lắm, cái mùi này thơm dữ lắm. Đó. Còn dung dịch vệ sinh của mình là nó làm gì này cả nhà mình. Chai này, chai xài nửa năm mới hết nha. Xài nửa năm mới hết. Thứ nhất là nó khử cái mùi hôi của phụ nữ nè. Hỗ trợ điều trị viêm nhiễm nấm ngứa nè. Cân bằng cái độ pH. Tức là mình dùng một số sản phẩm thị trường nó sẽ bị khô. Mình dùng á, nó sẽ bị khô. À, hoặc là nó ẩm quá, nó cũng gây viêm nhiễm. Còn sản phẩm chúng ta là sản phẩm cân bằng độ pH. Xài nửa năm mới hết. Và đặc biệt là cái mùa nắng nóng này nè, con nít mà nó bị rơm sỉ á, mình tắm cho nó 2-3 ngày thôi là nó hết rơm sỉ luôn, rất là hiệu quả. Hoặc là cái mặt mà con nít mà tuổi dậy thì nó bị mụn á, mình lấy mình rửa mặt cho nó. Đó. Rồi, nhiều sản phẩm hiệu quả lắm. Bây giờ á, rồi lại coi em bảy mời sao tiếp rồi. Đó. Cả nhà mình nói chung là bán hàng cực dễ, mình biết cách là trời, bán nó không có khó gì trơn á. Còn vụ quê thì đó, nãy giờ Lan kể chuyện bán rau bán thịt mời mình đó. Đi đâu quê, bình thường má. Đúng không? Đây ha. Rồi, cả nhà mình nha. Ví dụ mình gửi qua nè. Chị ơi, cảm ơn chị đọc nhắn của em. Em biết mới tập tành bán còn ít khách. Chị biết ai thích xài hàng nhập khẩu thì chị giới thiệu giúp em nhé. Đó, gửi qua. Ừ. Ê, không phải bạn. Rồi, giới thiệu em. Đây là chai sữa tắm, mình phải nói luôn cái chỗ này nữa. Đây là chai sữa tắm, nước hoa rất là thơm. À, hàng nước ngoài đang sale rất là rẻ nè chị, có 69.000 thôi. Đó. Xong rồi mình nói sơ sơ qua cái chai sữa tắm này đã, rồi mới nói tới cái vụ mà biết ai bị đau đầu tiền đình dạ dày táo bón trĩ, giới thiệu giúp em, bên công ty em có sản phẩm cực kỳ hiệu quả đó. Tức là mình muốn chốt cái chai sữa tắm này mình gửi qua: chị ơi, em mới bán còn ít khách, chị biết ai thích xài hàng nhập giới thiệu giúp em nhé. Ví dụ tiếp sữa tắm này nè chị, sữa tắm này hương nước hoa hàng thiên nhiên rất là thơm và nó tốt cho da, chị có 69.000 hà, bình thường là 100 mấy lần đó chị, à, riêng cái tháng 3 này sale 69.000 đó. Rồi mới nói thêm câu này nữa: biết ai bị đau đầu tiền đình nữa đó, giới thiệu giúp em. Thì tới đây, tới cái chỗ mà biết ai bị đau đầu tiền đình giới thiệu giúp em á, thì cả nhà mình sẽ nhận cái câu trả lời là, thứ nhất câu trả lời là ok em, chị biết ai cần giới thiệu. Câu thứ hai là chị đang bị nè, hay là mẹ chị đang bị nè, ba chị đang bị nè, thì lúc đó mình sẽ tư vấn qua cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Đó là cách bán hàng của chúng ta. Nên là chị em mình á, cái công việc này nó làm rất là dễ. Trời ơi, bán hàng chỉ cần biết cách thôi, không có gì khó hết trơn á. Và khi mà gặp ứng viên, gặp khách hàng mà hỏi câu gì khó hiểu, khó trả lời, không biết đường trả lời, chụp hình gửi qua Lan hướng dẫn, cùng nhận nhà mình gửi trả lời cho. Đó, không có gì hết trơn á. Rồi, hôm nay chúng ta tìm hiểu nhiêu đó ha. Chị em nào muốn đăng bài, tức là chị em nào chưa có bán hàng đó, muốn đăng bài bán luôn thì Lan sẽ gửi thông tin qua cho mình đăng bán luôn. Còn mình nếu mình chưa tự tin thì cứ học dùm tiếp, đến khi nào muốn bán thì nhắn tin Lan hướng dẫn bán. Rồi, được chưa? Có nhà mình có hỏi, có thắc mắc gì nữa không? Tức là đó là bán hàng tiêu dùng mỹ phẩm ha. Còn bán hàng chăm sóc sức khỏe thì chúng ta phải học thêm để chúng ta tư vấn khách. Ví dụ như cái hộp chất xơ này là chúng ta đang được mua rất là rẻ luôn cả nhà biết không? Bình thường giá bán của nó là 500, hơn 500 một hộp.
thì công ty bán khuyến mãi là mua 3 tặng 1. Nhưng mà chúng ta khi chúng ta mua mà chúng ta mở thẻ với công ty, chúng ta mua với công ty á, cả nhà biết mua bao nhiêu không? Công ty đang khuyến mãi cho mình mua theo đơn hàng á, chúng ta có đơn hàng chúng ta mua cái hộp chất sơ này có 192.000 thôi. Mà mình uống một ly chất sơ bằng mình ăn một ký rau. Uống một ly bằng muỗng cà phê thôi đó, mình ăn một ký rau. Đó, giống như Lan cũng mới pha uống nè. Pha uống hết nữa rồi. Pha với nước ấm nó rất là dễ uống, nó uống một ly thôi. Nếu mình pha ít hơn cũng được, là nó bằng mình ăn một ký rau, mà một ký rau là ký rau tổng hợp 6 loại rau cao cấp, chứ không phải là rau bình thường, rau muống, rau gì của mình bình thường đâu nhé. 6 cái loại rau cao cấp, nó rất là nhiều cái giá trị tốt cho chúng ta. Đó. Thứ nhất là Lan nói cả nhà mình ha, cái hộp chất xơ này, táo bón, trĩ, đại tràng 100% hiệu quả. Hoặc là con nít nó lười ăn rau đó, cho nó uống, tức là người lớn mình uống một muỗng cà phê, con nít mình uống một muỗng sữa chua thôi. Đó. Còn người lớn của mình là những ai mà bị bụng mỡ nè, bụng mỡ uống vô nó cũng thanh lọc, nó đào thải cái mỡ bụng mình ra. Đó. Còn đặc biệt là mình kiếm ba cái trường hợp: táo bón, trĩ, đại tràng. Đại tràng là ăn vô đi ra, ăn vô đi ra đó. Còn táo bón là đi không ra. Bản thân của Lan là bị táo bón. Táo bón từ nhỏ tới lớn luôn, bơm mua bơm thường xuyên luôn. Đó, nhưng mà Lan dùng cái chất xơ này bây giờ là đi khỏe bình thường. Và khách hàng của Lan thì bị trĩ. Bị trĩ là ai uống cũng hiệu quả nha, uống một thời gian cái bướu trĩ nó co lên, và uống lâu thì nó sẽ hết luôn, hoàn toàn luôn á. Đó, cái bướu trĩ mà lòng thòng nó co lên luôn á, cả nhà mình uống cái chất xơ nè. Mẹ chồng Lan thì bị đại tràng rất là nặng, nhưng mà uống chất xơ này một hộp mấy, gần hai hộp là hết đại tràng luôn, không có chuyện mà ăn vô đi ra nữa. Nên cái sản phẩm này rất là tuyệt vời. Còn trẻ em con nít á, mình hay ép ăn rau mà nó lười ăn á, mình pha cho nó giống như con của Quyên cũng hay pha cho uống đó. Pha một muỗng sữa chua cho con uống thôi, hoặc là nửa phần ly, mẹ uống một ly đầy thì con uống nửa ly. Đó, một nửa ly hoặc 1/3 ly là cho con uống một miếng vậy thôi, là bằng cho con ăn nửa ký rau rồi đó. Tức là một muỗng cà phê thì bằng một ký rau, còn chúng ta pha nửa muỗng cà phê thì bằng nửa ký rau rồi. Đó, cho nên là cái sản phẩm rất là tuyệt vời, rồi nhiều sản phẩm lắm. Cả nhà mình cứ từ từ tìm hiểu công dụng. Rồi. Vậy ha, cho nhìn có ai có thắc mắc gì không? Thắc mắc hỏi đi. Vậy mình muốn trải nghiệm sản phẩm mình mua sao chị? Thì em đăng ký đi, đặng mua giá gốc công ty, em gửi thông tin qua chị đăng ký. Rồi, em mua giá gốc với công ty, mình trải nghiệm. Tại vì vậy nè, mình bán hàng tiêu dùng, ví dụ như kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm thì mình không cần trải nghiệm. Mình nhờ người ta mở hàng, thì khách người ta cũng mua cho mình đó. Còn nếu mà chúng ta muốn tập trung vào cái dòng chăm sóc sức khỏe để mình thành công nó nhanh, nó dễ hơn á, thì chúng ta phải tìm bản thân chúng ta trải nghiệm hoặc là người thân chúng ta trải nghiệm thì khách hàng mới tin. Tại vì mình bán cái dòng chăm sóc sức khỏe mà bản thân mình đang bị bệnh hoặc là ba mẹ mình đang bị bệnh mà mình bán cho khách hàng, người ta không tin, ta hỏi ủa ba em hết bệnh chưa, mẹ em hết bệnh chưa, hay em hết bệnh chưa, mình trả lời sao, á khẩu gì ta. Đúng không? Cho nên là mình muốn bán cái dòng này thì mình phải uống, mình trải nghiệm. Chứ là mình trải nghiệm để làm gì? Để mình tin mới bán được. Bây giờ mình thấy người khác hết bệnh mà mình biết mình uống mình có hết bệnh thì mình đâu có tin. Mình không tin rồi mình biểu khách tin, sao người ta tin? Đó, nó cũng uống cái này. À, uống đẹp da, đúng rồi đó Quyên. Đó. Là hồi xưa là được mua rẻ nữa. Hồi xưa á, là cái hộp đó là được mua là nó giá bán tới 999.000. Vốn của mình cũng hết 700 mấy, mà hiện tại bây giờ chúng ta đang được khuyến mãi giá vốn nhiêu cả nhà biết không? 230.000 thôi một hộp uống nửa tháng là thấy cái da mình nó mịn tưng liền đó. Còn những người bị nám á, thì phải uống nhiều hộp, uống vài hộp. Còn cái da mình không có nám á, mình uống một hộp thôi là mình thấy cái da mình nó bật tông, với lại nó mịn liền luôn á, mà không phải da mặt không mà da toàn thân luôn đó. Là chúng ta đang mua có 230 thôi, thì 230 đang khuyến mãi. Với thứ nhất là cái này 192.000 đang khuyến mãi siêu rẻ, thứ hai là cái hộp Aqua hồi nãy Quyên đưa lên á, là 230 thôi. Còn mấy sản phẩm khác như omega 3 canxi thì mình cũng đang được khuyến mãi 3 tặng 1 á cả nhà mình. Tính ra rất là rẻ, giống như omega 3 hôm qua chúng ta học Zoom đó. Tính ra cho con mình uống một ngày có nhiêu, vốn mình có 4.200 thôi, chưa tới 4.200, 4.100 mấy á, 8.300 hai viên là coi như có 4.100 một viên, mà bổ sung DHA, EPA cho con, bổ mắt, bổ não cho con. Đó. Còn mình bán cho khách á thì khách nào mà bị, thứ nhất là bị vấn đề về mỏi mắt, chảy nước mắt sống này, cực kỳ hiệu quả nha. Hoặc là huyết áp, tim mạch, hoặc là đau đầu, viêm xoang. Nhưng mà viêm xoang thì phải dùng thêm canxi. Đó, nó mới mau hiệu quả. Đó, còn mình dùng các trường hợp như là mắt á, mắt cực nhanh hiệu quả. Đó, hoặc là bình thường chỉ uống là bổ sung trí não thôi, hoặc là những người nhớ quên á thì chúng ta phải bổ sung omega 3 vô. Omega 3 thì cái mình đọc đó rất là nhiều công dụng.
Rồi, được rồi nha. Nói chuyện nay như vậy thôi. Rồi cả nhà mình, các chị em mới mình có thể là đi ngủ. Cái Zoom 9 giờ mà mình khỏi coi, những chị em nào mà chúng ta xong đơn hàng rồi thì chúng ta sẽ coi cái Zoom 9 giờ. Còn chị em mới mình á, mình không cần coi Zoom 9 giờ, Zoom 9 giờ là dành cho những chị em mà đã xong đơn hàng á. Nãy đang coi lộn cái thông tin á. Rồi chị em mình tìm hiểu thông tin sản phẩm đi, rồi mình muốn bán á, thì mình sẽ Lan gửi bài qua đăng bài bán. Còn chị em nào muốn trải nghiệm cứ mở thẻ mình đăng ký mình trải nghiệm thôi. Giống như Tốt á, Tốt muốn trải nghiệm cải thiện sức khỏe thì cứ gửi thông tin qua đi, chị đăng ký rồi em mua hàng giá gốc công ty á, mình trải nghiệm để mình, phụ nữ mà đừng có để nó te tua quá em. Mình phải tự chăm sóc bản thân mình. Trời ơi, mình mà không thương mình ai thương mình. Hồi xưa á, nói cả nhà nghe này, hồi xưa Lan vậy á, Lan cứ nghĩ là mình không cần phải chăm sóc bản thân mình đâu, mình có bao nhiêu tiền mình lo cho con mình hết. Nhưng cả nhà mình biết không, khi mình làm vậy á, mình tự mình nhìn mình ói luôn, ai nhìn mình đúng không? Mà phụ nữ, Lan nói cả nhà mình nghe ha, phụ nữ chính là cái tài vận của gia đình á, phụ nữ chính là người, cái người nắm tài vận phúc khí của gia đình á. Cho nên cái chị em phụ nữ nào mà thứ nhất là mình tươi vui ha, phụ nữ mà chị em mình mà tươi vui, mặt mày mình sáng sủa thì cái gia đình đó đang làm ăn tốt, đang phát triển tốt á. Còn phụ nữ mình mà héo hon gắt gỏng á là cái gia đình đó đang đi xuống á. Nên chúng ta phải tân trang chúng ta để làm gì, để làm cho cái phúc khí gia đình mình nó đi lên đó, chứ không phải chúng ta sửa soạn để mà đi xí soạn với ai, không phải. Phụ nữ là phúc khí của gia đình á, cho nên là chúng ta phải tân trang mình lên đó, gia đình mình nó lên phát triển được. Mà người ta hay nói gì nè, da sáng mặt xinh phát tài phát lộc á, là chúng ta phải tân trang mình lên thì cuộc đời nó tươi vui được, rồi nó mới làm ăn, nó mới phát tài được. Chứ giờ nó héo, nó đang thùi lùi, nó héo queo rồi làm sao mà phát tài. Lan không có trắng, nhưng mà Lan nhờ Lan dùng cái sản phẩm người mình nó tươi, nó thoải mái, nhất là nó khỏe, không bị bệnh thì mình sẽ tự động mình tươi à, tươi thì mới mừng ăn được, chứ héo queo sao mừng ăn. Rồi hồi nãy thì nói hơi nhiều rồi đó. À, hẹn cả nhà mình Zoom tối mai ha, 9 giờ Zoom tối mai thì gặp thì số lượng đông hơn nên không có nói chuyện nhiều với cả nhà mình đó. Thì lâu lâu thì hẹn nhóm mình ra nhỏ nhỏ về mình nói chuyện, có thắc mắc gì thì Lan sẽ hướng dẫn mọi người. Còn tối mai chúng ta học Zoom chung lớn 9 giờ với nhau với mọi người khác. Rồi có ai có hỏi gì nữa không? Không, giờ tối nay giờ đó hả? À, tối mai hả? Tối nay còn học gì nữa không? Tối nay mấy bạn mới thôi xong rồi đó, mấy bạn mới là xong rồi đó, mấy bạn cũ mình đi học tiếp. Mấy bạn mới là xong rồi đó. Mấy bạn mới mình cứ tìm hiểu kỹ sản phẩm, mình đọc thời kỳ để mình biết cái sản phẩm mình nó tuyệt vời như thế nào để mình bán thôi đó. Rồi bay Tốt còn không hả? Tốt rồi. Còn đó không? Tốt còn kìa, Thanh Hùng nghe còn kìa, nghe sao rồi? Phải sửa soạn lên đi Tốt ơi. Thế này em nhỏ tuổi hơn chị mà em te tua quá Tốt ơi. Te tua quá, hồi xưa chị cũng te tua vậy đó. Bây giờ nó đỡ rồi. Đừng có để nó te tua quá cả nhà mình. Rồi, bye cả nhà nha. Bye chị Lam. Rồi, chào chị. Rồi, Cẩm Tú nãy giờ chưa nói được chuyện với Cẩm Tú câu nào luôn nè Cẩm Tú. Rồi, bye cả nhà nhìn mình ha.